Xin chào quý khách, hôm nay nông sản Dũng Hà xin giới thiệu cho các bạn về hoàng kỳ. Hoàng kỳ là cây thuốc quý, dạng cây thảo sống lâu năm, thân mọc thẳng đứng phân nhiều cành, cao khoảng 60-70cm, phân nhiều cành. Rễ hình trụ đường kính 1-2cm, dài và đâm sâu, dai rất khó bẻ, vỏ ngoài màu nâu đỏ hay màu vàng nâu. Hoa tự dài hơn lá, cuống hoa tự dài 4-12cm, lá bắc hình mũi mác ngắn hơn lá dài. Đài hoa hình chuông xẻ răng cưa ngắn. Tràng hoa màu vàng nhạt, xếp thành hai bó. Quả loại đậu hình bán nguyệt bẹt, dài 2,5cm, rộng 9mm, có lông dính rát quả, đầu quả dài ra thành hình gai nhọn. Sống tốt ở nơi đất cát, thoát nước tốt, bờ rừng, hay gặp ở các tỉnh Diên An, Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc, Tứ Xuyên. Cây được trồng hoặc mọc hoang ở Trung Quốc. Mãi cho tới nay nước ta còn phải nhập hoàng kỳ của Trung Quốc, ở nước ta mới còn đang di thực chưa được phổ biến. Thu hái rễ ở cây từ 3 năm tuổi trở lên, nhưng tốt nhất là cây có từ 6 đến 7 năm tuổi. Thường thu hoạch vào mùa xuân hoặc mùa thu. Sau khi đào rễ về, đem rửa sạch đất cát, cắt bỏ rễ con và hai đầu. Sau đó dùng sấy hoặc phơi khô. Bạn dùng khoảng 5 đến 10 gram hoàng kỳ, cho vào nước đun sôi khoảng 10 đến 20 phút để làm nước trà uống. Có thể đun đi đun lại cho đến khi nước nhạt. Ngoài cách dùng hoàng kỳ riêng lẻ, bạn cũng có thể kết hợp với các loại thảo dược và thực phẩm khác để tăng thêm hiệu quả. Ví dụ như táo tàu khô, ngũ vị tử, cam thảo, quế chi, hồng hoa, kỷ tử. Ngoài ra, bạn có thể dùng hoàng kỳ để nấu cháo, nấu thịt hoặc các món ăn có thể hầm cùng thuốc bắc. Hoàng kỳ còn được dùng để chữa bệnh cảm cúm, nhiễm trùng đường hô hấp trên, dị ứng, đau cơ, thiếu máu, HIV/AIDS và có chức năng tăng cường cũng như điều chỉnh hệ thống miễn dịch. Hoàng kỳ cũng được dùng để trị hội chứng mệt mỏi mãn tính, bệnh thận, bệnh tiểu đường và huyết áp cao. Vị thuốc này chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương. Nghiên cứu hiện đại, bài thuốc có công dụng nâng cao miễn dịch dịch thể và tế bào, làm tăng bạch cầu ở bệnh nhân ung thư sau khi dùng xạ trị và hóa trị liệu, đặc biệt là tế bào và đại thực bào. Điều này rất có ý nghĩa khi dùng để phòng chống COVID-19 nói riêng và các bệnh lý ung thư nói chung. Lưu ý khi dùng thuốc, người bệnh cao huyết áp, tim không bình thường hay thở hổn hển, thận trọng không nên dùng. Bảo quản nơi cao ráo, nơi ẩm dễ hư, tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào thuốc sẽ làm hư hại, giảm chất lượng dược liệu. Đến với hệ thống nông sản Dũng Hà, bạn sẽ được mua hoàng kỳ với chất lượng và giá cả phải chăng nhất trên thị trường. Nên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bạn và cả gia đình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video. Hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.